Thời gian vừa qua, để công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo của tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả toàn diện cả ở trung ương và địa phương. Với việc kê khai tài sản, thu nhập thì chính là một trong những biện pháp hết sức quan trọng nhằm góp phần phát hiện tham nhũng cũng như bảo đảm hiệu quả thu hồi tài sản. Đặc biệt là theo Thanh tra Chính phủ, hiện có 4 trường hợp bị kỷ luật do kê khai tài sản không trung thực. Trong khi đó, thì nhiều trường hợp khác chỉ được phát hiện tài sản khủng khi bị cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành khám xét. Với một cán bộ công chức làm công ăn lương, phấn đấu có được căn nhà khang trang đã là điều không dễ. Trong khi đó, thì một số cán bộ, lãnh đạo cấp cao, sau khi điều tra lại phát hiện sở hữu một khối tài sản lên đến hàng chục, thậm chí là hàng trăm tỷ đồng. Phải kể đến như là ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy của Bến Tre, hay là bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư Vĩnh Phúc, hoặc là cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đã về hưu cũng bị lôi ra xét xử như thường. Đã từng có nhiều kẻ đặt ra nghi vấn liệu rằng cái lò của bác Tô Lâm có cháy rực như lò của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay không, và đây thì là câu trả lời xác đáng nhất cho những nghi vấn đó. Giờ đây những kẻ hoài nghi chỉ có thể tự nhục, bởi vị lãnh đạo mới của đất nước không hề khoan nhượng một chút nào trong công tác phòng chống tham nhũng. Khi khám xét phát hiện khối tài sản khủng, công cuộc chống tham nhũng vừa qua cho thấy có không ít trường hợp lọt qua cửa kê khai tài sản để thăng tiến lên vị trí lãnh đạo cấp cao. Chỉ cho đến khi bị bắt mới lộ ra một lối sống xa hoa và khối tài sản khổng lồ. Chẳng hạn như cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, cùng loạt thuộc cấp toàn là những cán bộ cấp cao của Bộ Công Thương. Bị cáo buộc nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng, nào tiền, nào xe, nào đồng hồ hay quà tặng. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Thọ vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực. Hay là như vụ việc chiều ngày 8 tháng 3, dư luận cả nước xôn xao trước thông tin bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư Vĩnh Phúc bị bắt vì tội nhận hối lộ. Như vậy thì bà Lan là bí thư tỉnh ủy thứ 5 bị bắt trong nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Trước đó thì tháng 7 năm 2021, bí thư tỉnh ủy Bình Dương là Trần Văn Nam cũng bị cách tất cả chức vụ trong Đảng. Một năm sau đó, ông Nam đã bị phạt 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tháng 9 năm 2022, bí thư tỉnh ủy Hải Dương là Phạm Xuân Thăng bị bắt với cáo buộc chỉ đạo làm trái quy định đấu thầu trong vụ án liên quan tới công ty Việt Á. Tháng 1 năm 2024, bí thư Lâm Đồng Trần Đức Quận bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ trong thi hành công vụ. Những quan chức trên dù bị bắt vào thời điểm nào và vụ việc nào đi chăng nữa, nhưng mà đều có chung một tội, đó chính là tham nhũng. Và vì thế cũng có thể khẳng định họ đều đã đánh mất đi phẩm chất liêm chính của một người cán bộ cấp cao. Vậy còn bao nhiêu vị chưa bị lộ? Theo công bố chính thức của cơ quan chức năng, số người kê khai tài sản thiếu trung thực chiếm tỷ lệ rất nhỏ, có thể nói là không đáng kể. Nhưng mà niềm tin vào những con số ấy cũng quá là mong manh. Nhiều người dân vẫn băn khoăn khi hiện trước mặt họ là một bộ phận không nhỏ cán bộ đang sống trong hoàn cảnh vượt xa khả năng thu nhập, thậm chí là rất sang giàu với những tòa biệt thự lộng lẫy, đất đai thì bạt ngàn, xe hơi sang đắt tiền. Một điều nguy hại nữa là nếu không ngăn chặn được tình trạng kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra, tình trạng mức sống và thu nhập quá chênh lệch giữa quan chức và dân chúng sẽ vô hình chung tạo thêm hố sâu ngăn cách của sự bất công xã hội. Một điều hoàn toàn đi ngược lại mục tiêu xây dựng xã hội công bằng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang phấn đấu nỗ lực thực hiện. Chạy theo cám dỗ, quên lời thề với Đảng và nhân dân. Tiếp nối những giá trị cốt lõi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ khi tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên làm nhiệm vụ, chúng ta đã được chứng kiến hàng loạt các vị quan chức cấp cao phải ngã ngựa. Việc có đến 4 ủy viên Trung ương Đảng bị cho thôi chức ngay trong ngày bác Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư vừa là dấu hiệu cho thấy công cuộc chống tham nhũng tiêu cực đã và đang không ngừng rực lửa. Chiến dịch đốt lò chưa bao giờ dừng lại mà chỉ ngày càng mạnh mẽ, phát triển hơn mà thôi. Ngày 14 tháng 8 vừa qua, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã họp phiên thứ 26 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo thông báo của Ban Nội chính về nội dung phiên họp, từ đầu năm 2024, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán tiếp tục được đẩy mạnh. Xử lý nghiêm minh các sai phạm gắn với xử lý trách nhiệm chính trị người đứng đầu, tạo bước đột phá mới trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 308 tổ chức đảng, 11.005 đảng viên,
tăng 34 tổ chức đảng và 1.055 đảng viên so với cùng kỳ năm 2023. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 47 cán bộ diện Trung ương quản lý. Qua thanh tra kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 71.431 tỷ đồng và 24,9 hectare đất. Kiến nghị xử lý hành chính 856 tập thể, 3.862 cá nhân, tăng 72 tập thể, 950 cá nhân so với cùng kỳ năm 2023. Cơ chế phối hợp trong phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực qua công tác kiểm tra, thanh tra kiểm toán điều tra, truy tố xét xử, thi hành án tiếp tục được phát huy. Các cơ quan chức năng đã chuyển 269 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Kiểm toán nhà nước thì cung cấp 89 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát. Từ đầu năm đến nay, cấp có thẩm quyền đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện Trung ương quản lý và 172 cán bộ diện cấp ủy địa phương quản lý về trách nhiệm người đứng đầu hoặc liên quan các vụ án, vụ việc tham nhũng hay tiêu cực. Trong đó thì có 5 ủy viên Bộ Chính trị, 1 ủy viên Ban Bí thư và 4 ủy viên Trung ương Đảng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt. Nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nhiều bộ ngành, địa phương đã được chỉ đạo xử lý nghiêm minh theo đúng phương châm. Xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực. Không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Theo báo cáo thì trong 6 tháng đầu năm 2024 thôi, trên cả nước đã khởi tố mới, điều tra 2.836 vụ án và 5.975 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, tăng 841 vụ, 1.487 bị can so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 475 vụ án, 1.094 bị can về các tội tham nhũng. Từ thực tiễn cho thấy một bộ phận cán bộ đảng viên, đặc biệt là một số người giữ chức vụ lãnh đạo và quản lý quan trọng trong hệ thống chính trị đã không nghiêm túc và gương mẫu trong việc tự rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Những người này chạy theo những cám dỗ vật chất và địa vị, quên đi lời thề với Đảng và nhân dân, trở thành những con sâu gây hại nghiêm trọng đến sự nghiệp cách mạng mà toàn Đảng và dân ta đã dày công thực hiện. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách về việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là mỗi cán bộ đảng viên cần tự nhận thức, soi xét, sửa đổi bản thân và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong phòng chống tham nhũng và tiêu cực tại mỗi địa phương, cơ quan và đơn vị. Chính phủ khẳng định cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng và tiêu cực ngày càng đi vào chiều sâu, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt và mạnh mẽ. Như là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, thượng tôn pháp luật của nhà nước, sự trong sạch vững mạnh uy tín của Đảng và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm, phải kiên quyết làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Như là vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Cục Đăng kiểm Việt Nam, vụ án chuyến bay giải cứu, trong đó đưa ra những hình thức xử lý nghiêm khắc đối với những cán bộ đảng viên có liên quan. Đây cũng là lời răn đe, cảnh tỉnh đối với bộ phận cán bộ, đảng viên còn chưa vững vàng với bản lĩnh, còn dao động trước những cám dỗ về vật chất để tự giác soi lại mình. Lời cảnh tỉnh cho những ai còn có ý đồ giấu giếm vi phạm. Việc hàng loạt cán bộ bị xử lý vì vi phạm trong kê khai tài sản thời gian qua là lời cảnh tỉnh cho những ai còn có ý đồ giấu giếm vi phạm. Việc xử lý sẽ không chỉ dừng lại ở các hình thức kỷ luật nghiêm khắc mà tiến tới cả việc xử lý những tài sản không có nguồn gốc minh bạch. Không chỉ dừng lại ở những cán bộ đảng viên đương chức mà còn có cả những người đã nghỉ hưu. Vụ việc Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca có thể sẽ không chỉ dừng lại ở hành vi lừa đảo chạy án mà còn tiếp tục ở cả việc giải mã để xử lý khối tài sản khổng lồ mà cơ quan tố tụng phát hiện được trong quá trình điều tra vụ án. Nguyên văn lời của Bác Hồ đã từng nói như sau: trời có bốn mùa, xuân hạ thu đông, đất có bốn phương, đông tây nam bắc, người có bốn đức, cần kiệm liêm chính. Thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người. Việc cán bộ cao cấp mà lại giàu có bất chính, có những tài sản bất minh, có những nguồn thu nhập mờ ám để rồi phải che giấu, không kê khai, báo cáo với tổ chức, chính là vi phạm hai trong bốn đức trong lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là họ đã không còn là một cán bộ liêm chính, và theo như lời dạy của Bác, họ đã không thành người, không xứng đáng là cán bộ lãnh đạo và công bộc của nhân dân. Trên thực tế thì cần kiệm liêm chính đã và đang thực sự là những phẩm chất đạo đức đặc biệt quan trọng đối với các cán bộ cao cấp nói riêng và toàn thể cán bộ đảng viên
trong thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam, thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mở rộng giao lưu quốc tế trên mọi lĩnh vực.